Sự thương yêu của quý vị. Dạ hát nữa. Dạ la nhiều, vỗ tay nhiều, cứ mo nhiều là hát hoài không ngưng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, nhạc phẩm này là một nhạc phẩm mà Ngọc Huyền dành tặng cho người em kết nghĩa của Ngọc Huyền. Ngày xưa là fan của Ngọc Huyền, cũng cả 20 năm hơn rồi. Em là fan của Ngọc Huyền còn nhỏ. Khi mà Ngọc Huyền lấy chồng định cư ở Mỹ, thế là em quyết định đi tìm chồng ở Mỹ để được định cư ở Mỹ giống Ngọc Huyền. Và bây giờ, ngày Tết hôm nay em đến thăm Ngọc Huyền từ ở Houston, đó là em Huyền Trân. Ngọc Huyền xin dành tặng cho gia đình em, cũng như tất cả quý vị, cùng những người bạn của Ngọc Huyền như Hồng Sang, nhạc phẩm để chúng ta gợi nhớ những kỷ niệm. Một thời đã yêu, một thời đã sống. Nhạc phẩm được mang tên Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Như đâu
xuân vắng nàng thơ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Ngọc Huyền.